Vâng, hello tất cả anh chị. Không nên là ngon bỏ rẻ, tiền ít thì nhiều mà chất lượng thì phải nói là tuyệt vời. Lõm chạy chiếc xe này thì gần như không có đối thủ về độ đầm, độ sướng các bác nhé. Đấy, thua mỗi thương hiệu thôi, chứ bình thường một chiếc xe phân khúc hạng C2017 số tự động bản full này thì với những dòng xe khác thì không dưới 600 triệu. Đó. Nhưng để mà độ chắc chắn, độ dày dặn, độ đầm và chạy sướng thì phải là con này là không có đối thủ. Cùng phân khúc hạng C các anh chị nhé, xe tự động. Đấy. À, chiếc xe này thì nó mang một cái thương hiệu đến từ Mỹ các anh chị nhé, đến từ Mỹ. Đấy, chỉ có 350 triệu thôi, các anh chị đã sở hữu ngay được chiếc xe chạy cực kỳ sướng. Nếu các bác nào đang chạy dòng xe này thì đã thấy ra cái giá trị và chất lượng mang lại rồi. Đầu tiên là độ mượt, hai là độ đầm chắc. Đấy, thân vỏ cực kỳ dày và thiết kế đẹp. Thì đây là một cái mẫu xe ở cái mức tiền mà gần như không mua nổi một chiếc xe gì, chẳng hạn như Morning i10 cũng không thể mua nổi các anh chị nhé. Vậy thì chúng ta có thể đi tìm ngay mẫu xe này, cửa lóc đàng hoàng các bác ạ. Đây, và cái phần đầu của nó thiết kế rất là đẹp, phải nói là để vận hành thì con này tôi rất là ưng. Đấy. Giải đèn led định vị ban ngày, đèn bi tinh cầu thủy tinh. Đấy. Nó trang bị đầu tiên đã thấy là cao cấp và rất là mới luôn các bác này. Đó là phần đầu tiên. Phần thứ hai là đèn gầm cũng trang bị đèn bi. Đó, và những thanh mạ chrome rất là đẹp mắt. Ở cái form này thì phải nói là thiết kế cực kỳ là đẹp và nhiều công nghệ. Đấy, các bác có thể thấy ở cái phần đầu nhé, rất đẹp. Đó, rất đẹp. Con này thì được cái thân vỏ rất là dày, xe nó đông. Đấy, rất đầm, động cơ chỉ có 1.8 thôi. Đấy, 1.8 các bác ạ. Chạy con này thì rất phê. Và cái đèn cổ bên phụ thì các anh chị có thể chiêm ngưỡng cho. Xe thì bao cho các bác là không đâm xô, không thủy kích gặp nước. Máy số nguyên zin nguyên bản luôn. Đây, về độ mới của chiếc xe thì đây các anh chị có thể ngắm nhé. Đó, và chúng ta bước vào bên cạnh thì cái xe là khá là trường, nó là phân khúc hạng C mà nó khá là trường xe nhé. Đấy, nó khá là trường xe các bác này. Đó, các bác có thể ngắm nhé, với những đường gân dập nổi rất là cứng cáp và thiết kế thì phải nói là đẹp mắt. Đấy, la răng thì cũng là đa chấu, nhưng đa chấu kép 4 phần đĩa ABS. Đấy, giải đèn led tích hợp bao rẽ trên gương, giải đèn led định vị ban ngày, đèn bi, đèn gầm cũng là bi. Đó, rất là tuyệt vời. Và chúng ta có thể đi về bên cạnh và phía sau có cảm biến cảnh báo mở cửa. Ê, cảm biến 4 cánh luôn chứ không phải 2 cánh, 4 cánh đều có cảm biến khóa mở cửa nhé. Đấy, rất nhiều cái công nghệ và option được trang bị trên chiếc xe này. Được cánh là một cái màu đỏ rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp luôn này các bạn này. Đó. Đấy, các bác có thể ngắm từ phía sau ở mọi các góc cạnh thì chiếc xe này cũng rất là đẹp. Ở cái tầm tiền này thì không có nào vượt mặt con này được, đúng không ạ? Đây này, phần đèn sau này các bác này. Đấy, thế hệ mới, form mới 2017. Đấy, thay đổi lột xác toàn diện. Đấy, mang lại cho chúng ta một cái giá trị cao hơn rất là nhiều. Và bản này là bản NTZ, bản cao cấp, có cảm biến phía sau, có cam lùi, có màn hình Android các bác ạ. Đây nhé, cốp thì rất là rộng nhé, rất là rộng nhé. Đấy. Và bên trong này cũng vậy này. Đấy, bên cạnh này các bác có thể nhìn này, đằng sau được trang bị một thanh mạ chrome khá là đẹp mắt này, đèn này còn rất mới và đẹp luôn nhé. Đấy, với thanh mạ chrome ôm trọn phần đuôi xe nhìn rất là bắt mắt luôn. Đó, nhìn cái mẫu xe này phải nói là rất ok. Và phân khúc của nó là phân khúc C đấy. Đấy, phân khúc C các bác này. Đó, vâng. Vậy thì chúng ta có thể khám phá ngay nhé. Đây là cảm biến khóa mở cửa này, 4 cánh luôn, kể cả phía sau có nhé. Đấy, cái tay nắm cửa rất là đẹp với thanh mạ chrome này. Đấy, và đi vào phía trong này. Ôi, cửa rất nặng luôn các bác ạ. Đấy, tam lô tam ni. Đây, cánh cửa này. Đấy, nội thất thì màu đen. Đấy, một từ là rất chắc chắn luôn. Ở từ cái chống chày cửa này chủ nhân đã lên hết rồi này. Đó, rất ok. Ghế nguyên bản. Đấy, ghế bọc da nguyên bản các bác này. Rất mới đúng không ạ? Rất mới nhé. Đấy, cái vô lăng này. Đấy, xe được tích hợp những cái gì? Đó, vô lăng này. Tích hợp nhiều cái phím bấm, tích hợp vô lăng, cả ga tự động Cruise Control có luôn. Có cả ga tự động nhé. Đấy, đèn auto này. Đấy, cửa gió điều hòa khá là đẹp này. Đặc biệt cái xe này thì cái mặt đồng hồ là tôi rất thích này. Đấy, ra lệnh giọng nói là tăng giảm âm lượng, nghe gọi điện thoại rảnh tay. Và tôi đề lộ thông minh này. Đấy,
lên một chút xem sao. Đó. Con này mới 7 vạn rưỡi thôi. Đấy, để lộ lên cái mặt đồng hồ rất là đẹp này. Đấy, nó bố trí phải nói là rất tuyệt vời luôn. Đó, đồng hồ điện tử luôn nhá. Lên xuống rất là mềm mại. Xăng, một bên xăng này, bên nhiệt độ này. Hai đồng hồ một vòng tua một vòng km bố trí rất hài hòa. Ở giữa này có một cái màn hình LCD. Đấy, LCD để hiển thị thông số nhé. Ở đây thì có màn hình giải trí Android rồi, rất ok. Các bác có thể đấy, có thể làm được mọi việc ở trên này. Dẫn đường vệ tinh và mọi cái đầy đủ các bác nhé. Đấy, củ số số tự động này, củ số còn mới thế này cơ mà. Và có cam lùi thì đương nhiên rồi. Đấy, cam lùi siêu LED các bác này. Đó. Và ở cái phần đèn chân này, cửa lóc này, cửa lóc này còn nguyên tem này, cửa lóc nhé. Bản trung tâm này, đây cho các anh chị xem. Con này chạy phải nói là cực kỳ phê. Các bác đã đang chạy dòng này thì biết rồi. Nó rất là đầm và chạy rất mượt. Hệ thống treo làm việc cực kỳ tốt. Đấy. Cực kỳ tốt các bác này. Đấy. Rất ok nhé. Đó, trang bị ga tự động để lỗ. Đây, ghế này, cái mặt ghế này nhìn còn rất mới luôn. Cả phần trần luôn. Tem mác đầy đủ nhé. Đó. Đó là chi tiết thứ nhất. Để các bác có thể cầm lái chiếc xe này thì phải nói là tuyệt vời luôn. Đây ạ. Đó. Và phần phía sau thì cũng rất là rộng đây này. Rộng mênh mông luôn các bác ạ. Ghế sau rất là mới này. Rất mới luôn. Đó, ghế sau rất là mới luôn. Độ rộng rãi thì không có gì phải bàn cãi. Trần còn rất mới và đẹp. Đấy, xe thì bao nguyên zin nguyên bản cho các bác nhé. Tam lô tam ni để các anh chị có thể chiêm ngưỡng nhé. Đó, giải đèn led rất là đẹp. Đây này. Đấy, chúng ta có thể xem cái giải đèn led này bật lên này, vừa đầu máy nó bật lên này, nhìn rất tuyệt luôn, siêu sáng luôn các bác. Đấy, nó tắt đi rồi. Đấy, auto thì nó tự động tắt các bác nhé, nó tự động tắt. Đèn tích hợp nó rẽ trên gương có hết. Đấy, và cốp sau khoang động cơ xem thực sự nó như thế nào nào. Đấy, cốp sau thì các bác có thể bật ở đây nhé. Đó, bật ở đây. Đó, đóng cửa chắc, những đường gần dập nổi sắc lẹm luôn. Cốp sau này. Đấy, xe thế hệ mới con này khá là đẹp đấy. Cốp sau thì rộng miên man rồi các bác ạ. Đấy, rộng miên man tha hồ đường đồ. Lỉ này. Khá là mới nhé. Đấy, khá là mới. Và dưới này nữa, lốp dự phòng và đồ theo xe là còn nguyên zin nguyên bản đầy đủ các bác ạ. Đấy, đầy đủ các anh chị nhé. Đó, hộp sau rất là rộng mà có đèn soi luôn. Đóng cái này thì rất là chắc. Đấy, nó chắc thế mà. Đó, tam lô tam ni ta xem một chút xem nào. Tam lô tam ni đây, mới này. Đó, rất mới. Đó, rất mới các bác ạ. Đó, tầm tiền 350 triệu thì các bác mua cái gì ạ? Đấy, một dàn lốp Michelin mới tinh vừa thay. À, ghế đây các bác này. Đời thì cao. Đấy, giá trị cao, chạy con này rất phê luôn. Đấy, rất phê luôn các bác ạ. Chống trời đầy đủ. Con này mua về sẵn chỉ đổ xăng mà chạy thôi, không phải làm bất kể một cái điều gì đâu các bác ạ. Đấy, xe rất mới và đẹp nhé. Rất mới và đẹp. Và hàng cốp sau thì chúng ta có thể mở ra xem nốt khoang động cơ. Cái này có cả cam hành trình. Cam hành trình kia cả. Đấy, các bác ạ. Đầy đủ nhé. Cam đủ, cam hành trình. Và mọi vấn đề không thiếu một cái gì. Và máy công nghệ ngáy Ecotec. Đó, còn rất là mới. Nguyên zin nguyên bản. Rất mới luôn. Đấy, các bác có thể thấy cái chất của nó nhé. Đèn thì bi siêu sáng. Đấy, máy móc này tuyệt vời luôn. Đó. Và bây giờ các bác muốn theo dõi kỹ thì chúng ta buộc phải đi xuống phần gầm của chiếc xe rồi. Và đi xuống phần gầm của chiếc xe thì mới thấy được. Ôi hồ, đóng phải nói là cực kỳ chắc luôn. Đấy, các bác có thể thấy chả thiếu cái gì. À, giải đèn led tích hợp trên gương này.
bi tinh cầu thủy tinh, giải đèn led định vị ban ngày này, ga tự động cruise control này, điều hòa auto, đèn auto này. Đấy, một cái biển 36 77606, khá là đẹp đúng không? Vâng, khá là đẹp. Đó, đây là một chiếc Cruise NTS bản cao cấp nhất, số tự động 2017 các anh chị này. Tình trạng thì xe đẹp xuất sắc, nguyên zin nguyên bản, 350 triệu bạc. Phải nói chưa bao giờ rẻ như này. Thời điểm trước thì cái xe này toàn phải 450. Vâng. Chưa bao giờ thời điểm xe mà nó hợp lý như bây giờ các bác ạ. Đó, các bác có thể chiêm ngưỡng nó, rất dài rộng, chạy con này rất phê, nó đầm, nó rất là đầm xe. Đấy, và các bác xuống phần gầm thì mới thấy được con này tôi đánh giá cao về cái vật liệu xây dựng lên chiếc xe này nhé. Đấy, rất là ok luôn các bác ạ. Và thank you tất cả mọi người, nếu các bác nào quan tâm thì có thể đến với Xe và Đam Mê, số 175 đường An Định. Đấy, thành phố Hải Dương các bác nhé, cạnh quốc lộ 5 này, cạnh quốc lộ 5 này, xe đang chạy đấy. Đấy, bên Xe và Đam Mê thì còn rất là nhiều xe. Đấy, đây này, đây là chiếc trước khi đi phần gầm tôi giới thiệu một tí nhé. E400 này, cuối 23 này, 850 này, GLC200 Formatic 2022 này. Đấy, và chiếc xe này là GLK209 rất là đẹp này. Đấy, E-Box này, Ranover Sport Track. Đấy, và đây là C224 này, con này 520 này. Đấy, và 320i26 công nghệ máy mới này. Đấy, bên đây là GLC250 này, rất nhiều. Ngoài kia thì tôi rất là nhiều xe, bên kia còn 100 xe nữa các bác ạ. Đây này, X6 nhập Mỹ 2015 này. Đấy, Prado này, Xpander Sosan này. Đấy, rất là nhiều xe để các anh chị tham khảo. Và bây giờ thì xin mời các bác, chúng ta muốn chiêm ngưỡng thì dành chút ít thời gian chúng ta đi ngay phần gầm của chiếc xe nhé các anh chị nhé. Thank you tất cả mọi người. Vâng, xin mời các bác đi phần gầm đi ạ. Vâng, gầm đây các bác. Các bác cứ bỏ qua gầm thì không mua xe qua sử dụng các bác nhé. Đây à, em nói là ví dụ đây là em nâng gầm lên và quay cho bác cái máy này. Chẳng hạn máy zin này, từ giòn keo này, máy khô giòn này ra máy sáng này, thì chúng ta không sợ bị bỏ máy, không bị sợ ngập nước, không bị ra dầu các bác nhé. Đây này, đấy, các bác thấy không? Đấy, em làm như này thì nó quá chuẩn rồi. Đấy, như con ốc này, mới được sơn này các bác này. Đấy nhé, từ cái vách này, đấy, chân máy này, từ cái tem này. Đấy, đây này, ốc này. Đấy, thì các bác mới an toàn được. Cái thứ hai là những cái càng đỡ máy này. Đấy, nó có bẹp méo hay không? Đấy, từ càng đỡ máy đến càng A đến cổ phanh, ví dụ như vậy. Đấy các bác này, đây nhá, từ cái nhựa. Đấy, thì nó an toàn được đúng không ạ? Các bác không đưa lên thế này thì đến em đi mua xe mà em không nâng gầm thì em không dám mua rẻ, em chả dám mua. Đấy, nên là khi em tuyển rất là kỹ rồi, chất lượng rồi thì xuống tiền thì về với các bác, bán cho các bác mới quay cho các bác được như thế này các bác. Ba bô lê này, từ cái đinh bấm của nó này các bác nhìn, nhìn là phẳng căng này. Gầm này thì phải nói rằng dù dùng chiếc xe đến bây giờ nó ít rất ít tiền, chạy thì nó rất là sướng, nhưng mà chủ nhân rất cẩn thận nhé, sơn phủ gầm toàn bộ luôn các bác. Đây này, họ sơn phủ gầm này. Đấy, gầm không chạm một tí nào luôn, sơn phủ gầm này rất tuyệt vời luôn, từ bô này. Đấy, còn rất là mới luôn, quá chuẩn luôn. Đấy, đây này, càng này. Đấy, các bác thấy không? Bô này. Đấy, xe chất lượng nó mà như vậy, từ cái tem giảm sóc này còn hết nhá, tem giảm sóc này. Đấy, các bác có thể thấy con này nó quá chất luôn. Khẳng định mà xem được gầm như thế này thì các bác yên tâm tuyệt đối rồi. Cổ phanh thì trước này sơn cái màu đỏ ngoài nó vậy ta. Đấy, từ cô lốp này, cái mép này. Đấy, nó phẳng căng này, nó không bị va chạm các bác nhé. Sassi này. Đấy, sassi. Đấy, phẳng căng luôn, chuẩn, không bị đâm xô. Đấy, sassi đây các bác này. Cái gà đầu sassi này. Đấy, được chưa? Chuẩn nhá. Những cái dàn sau này, hợp kim đàng hoàng. Đấy các bác này. Đấy, chuẩn chưa? Quá chuẩn đúng không? Đấy, xe nó phải thế này thì mới gọi là cam kết được. Còn nói chung không xem được phần gầm thì ai không, ông nào mà nói cam kết với các bác thì nó sai sai, khẳng định là sai sai. Ông ấy chưa nhìn, ông chưa khẳng định được, ông đã cam kết cho các bác rồi. Đấy, thì tôi thấy nó sai sai, cái kiểu đấy là nói cho vui thôi. Đấy, chứ đảm bảo mà chuẩn như thế này thì không bao giờ có. Đấy, các bác này. Đấy,
càng A này. Con này chạy rất đầm nhá. Đây là hợp kim nhôm luôn nhá, trong này là rất xịn sò luôn. Đấy, thank you tất cả các bạn rồi.